Mời thí sinh tiếp theo. Trời ơi nào có phòng ba, chỉ một mình ta mà chống đỡ tới hai người. Chị xin chào em nhà Trường Giang. Nhà Trường Giang. Hơ Ri Thành ơi, chị cũng chào em. Chết cha, sao giống cầu xin vậy? Chào Tiến Lực. Dạ. Cùng tất cả trong phim Trường Sao Hồng vỗ tay đại khuyên kích tinh thần. Bây giờ mới bắt đầu thi, bấm chuông đi. Bấm chuông kìa. Chị có 60 giây vô chị. Ôi trời. Chuẩn bị. Bấm chuông rồi. Rồi, chị chuẩn bị xong đi, bấm lại. Chị chuẩn bị xong đi đã. Bấm. Em bấm nãy giờ mười mấy giây rồi chị ơi. Trời ơi, có lại cái đi. Chuẩn bị lại. Chạy, khoan, chị bình tĩnh. Chị đứng ở đó đi. Làm lại chứ chị không có thời gian nhiều. Không có thời gian nhiều. Xong chưa Lực? Chưa. Rồi. Chưa xong. Chị hỏi chị xong chưa mới đúng á. Rồi. Chị xong chưa? Rồi. Rồi, 60 giây của chị bắt đầu. Thành, sao đám giỗ năm nay em không về? Mày biết đám giỗ má năm nào mày cũng về. Dạ. Bữa nay mày dặn 50 lít bia, ký viên, kết bia mà mày không về. Mày để Kha đi qua nó về. Nó quất cho tao một thùng rượu. Dạ. Nè, mày thấy không? Xin lỗi mày chị. Mày về mày trả tiền rượu đi. Rồi mày buồn tao vậy? Đâu có buồn gì nữa. Tao nói mày nghe, ở quê tắm xong thì nó bình thường vậy. Đúng. Mày leo tuốt cây mày u mày nhảy xuống cho nó lách cái quần cái mày giận tao năm nay mày không về à. Bây giờ vậy nè, mày uống miếng cho tao đi thì mày hết giận tao. Còn mày không uống là mày giận tao thiệt á. Nè, đi thăm cái mày xuống mà út chào mày quất 10 lít rượu. Động trời không? Đó. Mỗi lần á mày dặn bia là được rồi. Bữa nay mày đem rượu chứ nhà. Quá thông minh. Gài có duyên quá. Cô trở lại chỗ cũ đi cô. Cô gài có duyên quá. Chúc mừng cô vừa có 2 triệu. Quá mày đừng có chữ Hariro nó khùng nữa nha. Mày thương nó có biết đâu. Nó về nó mét tao nó chị coi. À mình hết thi rồi. Ông cứ chữ khùng hoài. Để dành lát thi nữa. Cô vừa có 2 triệu. Cô có muốn thi nữa không? Cái đó là thi rượu. Nữa. Cái đó là rượu thiệt đó mấy bạn. Hồi nãy tôi ngu tôi quất vô là chết tôi rồi. Rượu thiệt đó. Nhưng mà cô gài có duyên lắm, hiểu không? Tại vì cái thế cô đưa cho nó là bây giờ mày nào không giận tao thì mày quất với tao ly này. Đúng không? Tại vì đúng tâm lý là cái người đó là phải uống để không giận cô. Rồi. Mừng quá Lực. Thôi. Sao hôm nay mày xuất hiện? Dạ. Bây giờ quá tuổi lên ăn bánh xèo mày không theo mày lên. Dạ chị ơi, cô ơi bây giờ cô có thi nữa không cô? Ừ, giống bà nó ghê luôn. Cô biết ba luật luôn hả cô? Ừ. Đậu giống y anh hai tao. Biết là biết ba luật luôn. Ừ. Thôi bấm đi. Làm luôn. Bấm luôn nha. Rồi. Dạ rồi. 60 giây bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Micro đầu máy rồi. Đâu rồi? Dàn ekip đâu mất tiêu rồi. Rồi chuẩn bị rồi phải không? Alo. Kính thưa đồng bào. Sau lưng là đồng ruộng. Và trong túi tôi đồng tiền. Hôm nay nó cũng như ngày hôm qua. Mặt dầu cũng như mặt mỡ. Dù răng cũng như dù sọc mà dù nào cũng giải hợp tác xã bán ra. Hôm nay bà con đến đây hợp tác xã của mình để nhận giống đánh thưởng. Giống của mình năm nay rất là tốt. Nếp hôm mình hôm nay rất là ngon. Tôi có nấu thử đêm hôm rồi. Nó dẻo đến nỗi mà nó dính trên vách luôn. Chó thấy vậy bay lên dính chó trên luôn. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Thắng của chúng ta đây bạn đã
ơn cô vừa có 10 triệu đồng. Ở đâu ra cái loại nếp mà dục lên tường dính tường, rồi con chó thích ăn phóng ra dính con chó. Con gà quên đi, quên con gà mổ dính gà trển rớt không được, nếp nó dẻo quá. Con chó vui hơn. Rồi con chó nó mới bay lên tóc gà dính chó trển luôn. Quên. Duyên, không cái đó duyên. Cái đó vui hơn cái này. Cái đó vui. Đó là trường Giang cười liền luôn á. Đó là cười á. Nhưng mà cô được một cái rất hay mà nhiều thí sinh tham gia chương trình không có, tức là cô nói xong một câu, cô không việc gì phải vội vàng và tất cả người đều phải chờ đợi cô nói câu thứ hai. Và quan trọng là cô biết cách sử dụng cái từ cái âm sắc của cái từ miền Nam. Giống như năm là cô nói là ở đây rồi, nhất định năm nay lấy lại những gì đã mất, hay là đã mất lại những gì đã có. Rồi, bây giờ là mình đang ở vòng thứ hai, là mình mang về được 10 triệu tiền thưởng. Bây giờ mình có đi tiếp nữa hay là không? Mừng lắm rồi. Đi dời bán chè, nấu chè, bán cũng mời bữa nay nghỉ mà. Chứ phải bán xôi hả? Nó mời quá, bán chè. Chứ phải bán xôi dính chó trên hả? cô thông minh lắm, cô nghĩ ra cái ý thông minh lắm. Mặt dầu với lại mặt mỡ đó. Rồi dù rằn với dù sọc đó. Rằn ri rồi sọc rồi đó. Rồi đó, đó. Bây giờ tiếp đi thiệt. Đang vui lắm, dễ cười lắm. Tiếp đi, 10 triệu. Mà có không? Cô còn chuẩn bị gì nữa không? Còn chứ, dễ còn gì không? Còn nhiều mà không dám. Bây giờ nó có hai phương án. Một là lấy tiền xong diễn tặng một cái cho chương trình cho mọi người vui. Hai là cảm thấy vui chơi tiếp, tại vì bây giờ còn 20 triệu, 40 triệu còn chưa trao cho ai hết. Thiệt, quá trời tiền. Đang thèm trao giải lắm. Asanzo quá trời rót, quá trời vô đây mỏng. Diễn luôn. Ừ, tao ghiền mày quá là cơ. Cái gì vậy sao tự nhiên? Cái gì mà chia sẻ tình cảm riêng vậy? Còn hai đứa này cô có ghiền không? Tao coi nói với con Trang, Trang quên rồi, tao ghiền quá mà. Trang quên rồi hả? Ghiền luôn thôi. Hai đứa nó cứ nói Trang biết rồi, nó tụi cưng ghê luôn, bữa nay tao gặp mày. Ôi, hai đứa này như không khí vậy. Trời ơi, hai đứa bay tao coi với tao thùng mà gian, ở ngoài đẹp hơn ở trong TV nữa. Trời ơi, tao coi với tao thùng. Mà đứa này sao? Đứa này biết sao không? Đứa này sao? Coi, đứa này... Tao bán chè mà lát nhát nhìn đi rồi đó. Đất Thành với Hai Quan hỏi chứ Hai Quan cứ nói anh cứ anh chửi em khùng hoài hả? Ngồi tới giám giám khảo. Còn anh mày nói con mắt của mày á, mắt người ta là cửa sổ tâm hồn. Còn em của bà mắt của con Thành nó là cửa cái của tâm hồn. Cửa cái luôn. Ờ, ý là nói mày làm chương trình gì mày cũng ngồi mày khóc trước hơn người ta. Không mê mày lắm luôn. Bữa nào? Ông nào? Ông anh rể mày quên rồi hả? Mày biểu tao thì lấy ổng, em nói chị lấy ổng đi. Tuy rằng cái dễ bể nhưng hồi mà đó là tôi xúi bà lấy chồng bà đó. Mày biểu tao lấy ổng rồi giờ mày nói bà ông nào? Lỗi chị em quên, xin lỗi chị. Dạ, xin lỗi. Phải không? Họ Quỳnh mình đọc cái người nào cũng thông minh hơn. Dạ, tôi nói, ủa chị Hồ Quỳnh luôn hả? Quỳnh Hiếm Dung, chị của Quỳnh đó nha. Dạ, giờ có thi nữa không? Có gì? Nấu dốc miết rồi nghe. Nãy giờ là chưa có vô vấn đề chánh, nó có thi nữa không? Có, để nó thi rồi. Thi không? Thi luôn không? Được à. Tụi em là coi như là rất là nghe, tụi con là rất là quý cô rồi đó nghe. Đang là mê lắm rồi đó nha. Em mà sao kêu bằng cố, em trai là người cái vương. Nó chị kỳ lộn. Chế. Em là coi như là mê chế lắm rồi đó nha. Nãy giờ là dành trọn thương yêu rồi đó. Nãy giờ thấy chế thanh xuân lắm rồi đó nha. Nhờ hai đứa luôn, tao nói bán chè lẩm bẩm như con điên. Nhờ vậy mà trẻ nó đỡ bệnh đó. Không thiệt á chứ, vui đỡ bệnh. Hay lắm, lúc nào cũng láp nháp biết gì. Dạ, kệ đi sao đâu, tối về đừng nói ông nghe là được rồi. Để ông ngủ, thấy không, tội nghiệp, ta đi làm. Nhưng mà tiếng luật dễ thương ha, cưng. Cưng á. Mê là mê tiếng luật phải không? Trời ơi, tiếng luật này thôi khỏi nói mày với anh Trang thôi, con này mà chết. Có bao giờ nãy giờ tiếng luật đứng dưới chắc bà đè bà quýnh quá thiệt á. Rồi bây giờ sao? Cao quá, tự nhiên nó không có gần nữa chứ. Dạ, giống y anh hai tao à. Đậu giống y anh hai hả mày ha? Mình bớt bàn gì cho được đi. Vô. Rồi, 60 giây bắt đầu. Con mà cười được cho cô có tiền là con cười nãy giờ 80-90 lần rồi đó. Dạ rồi, mời cô. Tay ông bỗng nhiên bưng ly rượu rưng tan vỡ trên bàn.
vừa xúc động nỗi niềm riêng. Mà ông vừa... Alo, gì vậy? Quá tự nhiên, quá tự nhiên, rất là tự nhiên. Chịu, chịu. 20 triệu. Chân thật. Quá là tự nhiên. Chịu, đúng không Thuật? Quá chân tự nhiên. Thật, dễ thương. Ê, quá ca, chịu ta nổi. Ta ca giống Trang không? Mà không, tao chịu nó ca mà tối nào tao cũng bắt tới 10 giờ tao ngáp lên ngáp xuống. Bà Trang bắt ca dở nhất cái Việt Nam này đó. Ừ, tao Trang đó. Là không nghe dở. Sao? Bạn không nghe sao? Bắt tới 10 giờ đêm nghe hát ngáp lên ngáp xuống là đi ngủ đó. Trời ơi, vợ tôi đưa cô vào giấc ngủ mà bạn. Đưa mà có ngủ được đâu, lo dòm nó ghét cái mỏ của nó. Thật ơi, thật ghê. Chết với cái mỏ của nó. Quá, Trang ra tự nhiên alo, lỗi. Chết với bà luôn á. Là giấc mộng đêm à, alo hả? Dễ thương, cưng quá cưng luôn thiệt á. Rồi được. Giờ sao nè? Bây giờ nha. Có 20 triệu rồi nè. Có bán nhiêu ly chè? Bán bữa 5-60 ly rồi con. Giá tiền bao nhiêu một ly cô? 10.000 ly, bán ở cổng B Đông Nam ở huyện Củ Chi. 10.000 một ly. 60 ly là 600.000. Chà, 600.000 là cũng nhiều quá chứ. 600. 600 là lời hết 400 rồi. Mà à, đúng không? Mà 20 triệu rồi. 20 triệu rồi nha. Cả tháng á, một tháng chè. Hơn. Hơn một tháng chè. Hơn tháng chè. Không quan trọng. Không quan trọng thấy chưa? Không quan trọng. Quan trọng là quan trọng là xuống đây nè gặp hết tất cả luôn mà nay có tiếng lực nữa tụi ơi. Đã. Coi như là kiểu gì cũng về tiếng luật là verdict đêm nay. Đang tập cái bài Ngô Kiến Huy cái tự nhiên cái xuống cái nghe tiếng lực rồi rap vô luôn. Ở vô cũng, luôn à. Mà cũng vô luôn đó chứ. Khoan, bây giờ Huy với là luật ai ngon hơn? Trời đất ơi, đứa mày nào đẹp hơn? Đứa nào đẹp trai hết rồi. Cái gì? Đứa nào đẹp hết. Nói cái gì? Kìa. Đứa nào đẹp? Đứa nào đẹp hết? Xuống mà nắm tay tao cái coi. Em cái gì đâu mà trời đất ơi. Cái gì tiếng luật mà cũng được xếp vô hàng đẹp trai nữa. Tao nói cái đầu nó giống anh hai tao. Anh hai cô đẹp lắm, con biết. Con biết anh hai cô đẹp lắm luôn á. Dạ. Bây giờ con dừng lại, con kể Trường Quay nghe em câu chuyện. Tôi với tiếng luật với Thu Trang thì quá thân rồi. Không biết chứ tôi qua bên kia, tôi nghe mẹ của Luật nói chuyện với Luật là tôi mới hiểu tại sao là tiếng Luật lại tự tin đến như vậy. Mà mẹ bà nói, ví dụ Luật đây nè, Luật sao mẹ đi làm ca sĩ Luật? Mẹ thấy con đẹp quá trời đẹp luôn á Luật. Trời ơi trời, tôi hoang mang. Tôi nói trời ơi, có phụ huynh, có mẹ với lại có cô như thế này khỏi dung túng hỏi làm sao ông Luật mà không tự tin được. Trả lời thanh trang tôi mê nó quá. Không quan tâm, không quan tâm. Chưa bao giờ cuộc đời tôi thấy tôi cùi hủi, hất hủi một cách như người ở gia đình. Đó là Thanh Trang nha con. Dạ. Dễ gì gặp nó. Dạ. Cũng không quan tâm luôn. Đêm nay là đêm của tôi. Bạn phải thông cảm, đêm nay là đêm của tôi. Đúng không? Đúng không? Đúng. Ok, đúng không? Đúng. Thì đó là của bạn đó. Ok, đúng. Ở đây có 20 triệu nha cô. Thôi đứng lại, xuống tao bắt tay nó một cái rồi, mơ quá. Con à. Đứng lại tao xuống tao bắt tay nó một cái không? Ráng dưỡng mày, mày ốm lắm. Ốm hả? Ừ. Thôi mập xấu. Không phải, nó đẹp. Hả? Ốm cái đau đó có dấu chân chim liền. Hả? Tiền gián. Chứ bụng mập không có hả? Ừ. Vậy hai đứa về. Ăn ngưng rồi. Hả? Ngưng nghỉ. Ngưng gì? Nghe nè, bây giờ lát mình ra quán cà phê mình bàn chuyện này đi. Còn giờ mình đi. Thì đi. Đỡ đỡ lỡ cái đó. Lạnh dữ hả? Lạnh chứ. Nãy giờ bị hất hủi quá. Hất hủi. Coi như đứa ở trong gia đình. Thương. Tài đẹp trai ghê luôn. Không quan tâm. Trời ơi trời. Chuông gian với tiếng luật đẹp trai ghê luôn. Từng lắm. Không có. Có không? Có quan tâm người ta. Quan tâm chứ. Giờ đi không? Không, nghỉ. Nghỉ. Ông mơ giờ đẹp ghê. Bỏ ổng nhà mơ giờ á. À bỏ ổng nhà mơ giờ hả? Sớm mai giờ đi xuống đây bỏ ổng nhà mình hả? Thôi lấy chục triệu về đắp cho ổng đi, ổng vui liền á.
Vậy quá. Lấy tờ vé nhẹ về cả xóm ai cũng mừng hết luôn. Mừng chứ, không 20 triệu dừng. Bây giờ vậy nè, không đúng là mấy đứa dặn nghe mẹ ơi, mẹ đừng thi nữa nó rớt cái gì. Bây giờ vậy nè, giờ lấy 20 triệu đi coi như là dặn túi ha, cho nó an toàn. Xong diễn diễn tặng thêm cái nữa. Được không? Hợp lý à? Hợp lý à? Khoan để hỏi ký tiến lược đã. Lược sao lược? Hỏi ký tiến lược đi, tiến lược chịu không đã? Hỏi lược đi. Hỏi lược tư vấn cô đi. Cô thứ mấy cô? Cô thứ tư. Cô thứ tư hả? Thôi kêu chị đi mà kêu cô già chứ. Người ta là chị chứ thành mà kêu cô. Bữa đóng phim chung mày mà kêu chị mà sáng giờ kêu cô. Dạ chị bốn. À giờ vậy nè chị. Chị bốn chị lấy 20 triệu chị bỏ túi trước. Xong rồi chị diễn phục vụ cho hai thằng bạn xấu quắc của con nó coi hả. Nhưng là coi cái diễn cái này bây giờ là có cười không cười thì cũng bây có giờ tiền. Vậy nè à, thay vì bây giờ chị có duyên quá thì bây giờ á chị có vào được vòng 5 hay không chăng nữa thì Trấn Thành với Trường Giang cũng cố gắng đề xuất với ban tổ chức là đưa chị vào vòng gala để quay trở lại. Nghĩa là phải nghỉ bán chèm, phải nghỉ bán chèm một ngày là lên đây quay tiếp đó. Nhưng mà cái vấn đề là mình có vào vòng gala hay không á, là bây giờ mình diễn thêm một vòng nữa, mình được 40 triệu. Đường đường chính chính bước vô. Hiên giá trị nằm ở chỗ đó. Và mình thấy lấy thêm được 20 triệu là gấp đôi là 40 triệu. Bây giờ là mọi người quá thiện cảm, duyên dáng quá trời. Mà rồi. Thua là mất đó nghe. Đó. Chị suy nghĩ kỹ nghe chị. Mày hiểu tao luôn á. Bao nhiêu ly chè đúng không? Đúng rồi, một tháng bán chè đó, một ngày bán có 60 ly à, không bán được có nhiêu tiền đâu, hiểu không? Rồi tới cuối tháng rồi mất 20 triệu là mất nhiều lắm á chị Bảy. Ê chị Tư, đừng nghe lời, hai đứa nó xấu, nó xấu tính, nó xúi vậy đó. Tôi đẹp mà, tôi khuyên chị đúng. Bây giờ làm sao là quyền quyết định là ở chị Tư đó. Không, căng chứ, 40 triệu căng à. Đi đi. Một là có 20 triệu. Thì tiếp. Chị Tư tôi là người của công chúng nè. Công chúng muốn thi tiếp là chị Tư tôi thi tiếp. À lên bấm này. Dễ thương. Nè ráng làm cái gì vui cũng được đó thiệt. Quá duyên rồi, đang cảm tình quá trời rồi đó. Quá cảm tình. Nè. Rồi. Dễ thương quá. Xong chưa chị Tư ơi? Giờ mình là người một nhà rồi nghe chị. Chị đừng ngại gì hết. 60 giây của chị Tư tôi bắt đầu. Alo. Ừ. Thì mẹ vẫn nói y như nãy thì con cứ gắng học đi. Người ta đọc chữ đàng hoàng. Nè. Ừ thì con buôn bán, biết là con buôn bán. Nhưng mà con đọc kỹ lại đi. Người ta phải nói đi thi cũng vậy, cũng phải cho tròn, dành rõ chữ. Ừ. Cá chép. Ừ. Để bảng giá đàng hoàng bao nhiêu ký? Cá bóp. Cá chim. Ừ, mày để vậy là người ta đọc có chữ, người ta bỏ cái chữ cá là nó trật lắm. Ừ. Cá hồi. Cá đuối đâu, con ráp lại coi. Chép, bóp. À quên, cá lộn, cá chép, cá bóp, cá chim, cá hồi, cá đuối. Mày đọc kỳ cổ quá. Đọc đàng hoàng. Ừ, cá là cá, đọc là đàng hoàng. Còn bán chanh cũng vậy nữa. Chanh tươi mới hái, ăn thơm ngon tới giọt cuối cùng. Tự nhiên mày rao chanh bánh tre, nước chảy re re, chanh cái bè. Bốn mươi triệu cho chị Tư thôi. Run quá Hành ơi. Cái gì đâu mà run trời. Thôi chưa, tôi nói là thắng là thắng mừng. Ê, ra đây cái gì đâu mà run trời. Chưa đâu mà dễ thương quá. Mà đúng luôn á nha, đúng luôn á nha. Dễ thương quá trời, dễ thương. Xuất sắc. Bây giờ đã có 40 triệu này nữa không? 100 triệu. Một năm bán chè. Một năm bán chè đó chị Tư ơi. 100 triệu. Bây giờ à, sao bây giờ bán đó. Thôi. 5 triệu. Nói nó thôi. Bây giờ là đã có 40 rồi, chơi nó. Biết hành biết phận. Chơi chơi chơi. Người xấu không bao giờ mà lấy chồng đẹp trai. Biết hành biết phận. Không, 100 triệu đâu dính tới xấu đẹp đâu. Ừ, thì biết rồi.
thì bảo toàn số điểm không bị chia đôi. Ý là cô nói là ví như là mình biết mình ở đâu, không không có bối quá cao đúng không? Nãy là đã không tụ máu có gì huyết áp láo chết liền. Như đó thôi là lấy tiền rồi thấy không? Như đó thôi. Bây giờ nè, từ đầu chương trình đến giờ đây là cái người phụ nữ quá đáng yêu, quá dễ thương, chân thật, mộc mạc, chất phác. Bây giờ 40 triệu đã có trong tay Trường Giang. Chào mời tiếp đi. Chào hàng tiếp, chào hàng tiếp. Ok, đây. Có ai muốn nhận cái đấy không? Các nghe này Giang, cái mặt cũng có sexy lắm, đừng làm bị thấy ghê lắm. Đúng rồi. Dạ. Có ai có muốn nhận cái đấy không? Thua làm sao? Cái gì? Thua. Không có thua đâu. Ở đây thật. Tiền. Hiện nay 3.850 khán giả hiện nay đang coi như là mê mẩn với sắc đẹp này. Cái thứ hai, bùa hộ mệnh Tiến Luật nằm đây. Nghe không? Người yêu Tiến Luật nằm đây. Hai cái người bên dưới bây giờ quá yêu thương rồi. Bây giờ làm cái gì cũng có duyên, là làm cái cười liền, đơn giản. Trời đi, sư chè ơi. 100 triệu là 3 năm bán chè. Cái gì? Hơn nhiều. Rồi bây giờ thử nha. Chơi đi. Chơi chơi nha. Cô ơi, bây giờ có thi 100 triệu hay không? Bắt đầu. Con ơi, mẹ nói cho con nghe, điện thoại hoài nó tốn tiền lắm. Bây giờ á, con lo làm ăn đi, mình kiếm ít tiền á thì mình dùng sức, còn mình kiếm nhiều tiền như cậu mày á thì dùng cái số, ta nhờ cái số người ta mới giàu. Còn buôn bán con nói chuyện cho nó đàng hoàng, nói chuyện phải lễ phép. Cũng như bây giờ á, con bán thịt bò, con mời người ta, chị mua thịt bò chị, người ta mới gì đi ngang biểu bò chị, con ế quá rồi con khùng. Bò chị bán thịt bò ta đi ngang, bò chị còn sầu riêng á, thôi tới sầu riêng người ta ngon người chết à. Chị em khui ra cho chị ngửi nó thơm lắm, chị em banh ra cho chị hửi cái sầu riêng nó thơm lắm. Lực ơi, 100 triệu cho chị Tư bán chè. Bây giờ em nói thật là chị là có một cái ưu điểm á, là cái tự nhiên á, thấy thương bảo quá. Thật sự á, những cái câu đó nó không có dịp nếu một người đó đọc nó không có gì mắc cười chưa. Nhưng mà do cái tự nhiên ở trong hài nó có hai cái, một là tự nhiên, thiệt là tự nhiên, hai là kỹ thuật, thiệt là kỹ thuật. Mà chị là quá tự nhiên chứ còn những cái câu đó so với người bình thường khác thì nói không gì cười hết trơn. Tại vì bản thân là chị đã có duyên rồi. Và cái thứ hai là cái sự chân thật của chị, cái chân thật đó làm cho mọi người đều tin. Và quan trọng là cái sự chân thật đó người ta không có đề phòng. Mà chị nói chị gì ra người ta ngồi ta đón nhận nó thôi chứ tao không đề phòng gì hết. Bây giờ chị đang có trong tay 100 triệu, chơi nữa không? Chơi đại đi. Nữa đi. Chơi tiếp vòng 6 đi chị Tư, vòng 6 là không có tiền. Đó, thua thì mất tiền mà chơi thắng vòng không 6, có tiền. Thắng tặng Tiến Luật, chịu không? Chị thắng vòng 6 em về nhà chị ở 1 năm luôn. Cưng quá, cưng luôn thiệt á. Thôi chị về được rồi. Bỏ ông nhà tội nghiệp lắm. Chị, kỳ này chị về Củ Chi sẽ đình đám. Đình đám. Bà chè 100 triệu, bà chè 100 triệu. Bà, người ta bu, người ta ăn chè bà thôi. Không ăn chè Củ Chi nữa. Ăn xong người ta nói có 100 triệu rồi, trả tiền chi nữa. Nói chuyện thấy ghét rồi. Ghét rồi. Phá tiệm chè ta. Ở ngoài đẹp trai hơn trong truyền hình á. À, ở ngoài đẹp trai. Ở ngoài Tiến Luật đẹp trai không? Mày thì khỏi nói rồi. Mày khỏi nói rồi. Bây giờ chị có thích Tiến Luật không?
hết, trời ơi, không phải là hết nhưng mà Hương nói với Thu Trang, Hương, Hương y như em Út vậy. Thì bây giờ Tiến Luật mở thích bò, thích lẩu, chị mở thích chè đi. Ừ, mấy bố làm cái quán tên thích chè. Có đi Củ Chi về ghé chạy ngang không ghé ăn chè thôi. Dạ. Cái gì nữa, có chở anh Trang ghé. Dạ. Em sẽ ghé quán chè của chị. Cổng B Đông Nam. Cổng em B ơi, Đông Nam. Em ơi, cất cái bản này giùm anh đi mấy đứa. Hai đứa mày chủ nhật về ăn bánh xèo. Về ăn bánh xèo cái ta lấy ghe ta chở hôm nay hảo bức sen chơi, bên đó vui lắm. Vui không? Vui. Mà bây giờ mình có lấy không? Lấy mừng chứ. Lấy bà lên rồi trao cho chị Tư tôi đàng hoàng chứ. Chị lấy phải không? Không, thì dầm nó đi, thiệt luôn á. Dầm nó. Thôi. Dầm nó đi. Bây giờ được hay không có đường trăm rồi. Cái này là lên tới sân thượng rồi chị. Vòng nữa là chỉ có một là nhảy xuống thôi chứ. Nhưng mà ông xã nhà làm nghề gì? Có làm gì đâu. Nhà bật tivi coi đợi chị đem trăm triệu về hả? Ổng thương binh. Dạ. Ổng thương binh. Ờ. Ổng có anh chân à. Thấy thương quá à. Mày nói là chị ơi, ở đời chị phải biết ổng là cái chén mẻ ăn thua chị Trang tí đầu ăn là cái món ăn nó sẽ sinh động đúng y luôn. Nghe lời mày á. Em á hả? Mà em đóng góp gì trong chuyện đó? Mà tao nói cái gì mày nói ổng cũng nghe được. Tao nói nó nói vậy á. Gia đình nào mày cũng nói ừ, ăn thua cái hạnh phúc gia đình là tốt. Chị bây giờ đạt được rồi, rất là hạnh phúc. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bởi vậy người ta nói cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Ổng nói mày cặp mắt là cửa cái của tâm hồn. Thì đó. Mày thấy không? Cái này kể rồi. Ừ. Nói nghe nè, em nói thiệt á. Là đã qua rất là nhiều mùa của Thách Thức Danh Hài. Thì hôm nay em gặp chị lại thì nó cũng giống như cái hiện tượng của chị Dần. Cái năm đó là mọi người cười vì cái sự tự nhiên của chính cái nhân vật ở trên đó. Nó rất là dễ thương và nó thật thà. Tất cả mọi cái nó đến từ sự thật thà và cái sự duyên dáng của mình. Và em biết nói gì hơn là cảm ơn chị đã xuất hiện cho Thách Thức Danh Hài, có được một cái thí sinh quá chất lượng như vậy. Và quan trọng hơn hết nữa là chúc cho cuộc sống của chị với lại ông xã thiệt là vui, thiệt hạnh phúc. Chị cảm ơn mấy với em cái số tiền này. Và chắc là bây giờ mình đường đường chính chính bước vào gala của chương trình đúng không? Đường đường chính chính bước vào gala chương trình. 100 triệu là đi đem về để dành chứ không phải là đưa cho Tiến Luật đâu nha. Đừng lén lén cái thương rồi cái không. Ngắt miếng cho à. Thương thì thương chứ tiền này là để dành để mở quán chè bự hơn nha chị Tư. Nha. Bây giờ tặng ha. Tặng chứ. Rồi. Một trăm triệu. Miếng chị. Đây. Thôi thiệt. Dạ. À, mình vừa làm rồi mình vừa hát, vừa tập, vui lắm. Rồi mình nói buồn phiền, bao nhiêu buồn phiền thì cũng không có nhớ tới hết trơn. Chủ yếu là làm cho nó quên đi cực khổ. Rồi á, coi tối về mệt cái bắt hài coi cái là mê. Tại con biết sao không, vừa làm vừa hát. Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy, nghe một tiếng âu ơ ngờ đêm bao giông. Bây giờ á, mình cho Trần Giang ăn chè trộn nước đi, mình bắn cho nó chừng 4 viên là nó thấy đã rồi ha. Trấn Thành ha, chè trộn nước rồi bắn Trần Giang rồi, giờ Trấn Thành ha, mình cho nó ăn chè đậu trắng đi, cho nó bùi bùi, cho nó cười cho đã luôn. Rồi Tiến Lực hả, Thu Trang hả, quất cho 4 ly luôn nè, cho thằng con trai nữa nè, cho chè thân phơm 2 ly, chè đậu đen phơm 2 ly luôn. Được chưa? Muốn gì? Hiếu nại. Sao? Dạ bắt phong 2 ly luôn. Chuyện nó không có lớn. Chuyện là có vốn ngày mai nấu hôm nó mới lớn. Còn chuyện mà giờ múc cho không có lớn. Cô hay rao là gì nè? Ai mua chè thân? Có ai mua chè thân? Xin dừng chân ghé quán Tư. Từ đây có bán chè ngon. Từ đây bán tới 6 món chè ngon.
tư thì ở đây là người chầm sớm. Chị bán chè ở đây cũng rất là ngon. Chị thì rất là vui tính. Chè chị thì ăn hoài không biết ngán. Ngày nào cũng hai ly. Em chào anh Trấn Thành. Chào anh Ngô Viễn Huy. Chào anh Ngô Viễn Huy và quý vị khán giả. Mình em vậy chứ em hai con rồi đó. Em nói mai tin chân. Tin mà. Bạn này là bạn anh của Hằng Vệ bạn em. Trời ơi. Trời ơi. Gọn gọn lại thôi em ơi. Dạ hai đứa em là bạn cấp 3 anh. Cái mối quan hệ này nó dễ hơn là hai ông hồi nãy. Cảm ơn chương trình đã cho em đến đây giao lưu. Rất là vui. Mặc dù là hai giám khảo không hiểu gì hết. Đón xem tập 4 Thách thức danh hài phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7. Xin chúc mừng khán giả Hứa Thị Tuyết, số điện thoại 0969 285 xxx, đã may mắn nhận được giải thưởng, đó là một chiếc điện thoại Asanjo Z5 vì đã bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất trong tuần qua, đó là Mỹ Ngân Duy Khanh, mã số 07. Chương trình hôm nay đến đây kết thúc. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện. Chương trình với sự tài trợ độc quyền của tập đoàn điện tử Asanjo, đỉnh cao công nghệ Nhật Bản. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Năm triệu đó nha. Trong hai danh hài tươi cười. Rồi chúc mừng. Nhanh chân lên đi, hãy cùng đoạt tài bằng khả năng thiên phú gấp tiếng cười cho đời. Nụ cười là thuốc bổ nên ta hãy cười lên nào. Ha ha hi hi, thêm sức sống thêm yêu đời. Bạn hãy hứa vui tính để đi thi nên tranh tài làm danh hài nơi đây. Cười té ghế lan ra sàn, cười to tiếng, cười sảng khoái, cười ra nước mắt không nén được. Dù họ có tính ra sao nhưng thấy bạn không kiềm chế được. Thằng của thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Thằng của thật rồi đây, bạn thật là hài hước. Cùng thách thức tiếng cười danh hài, yeah! Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài té lăn ngã nghiêng không ngừng cười. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Bạn sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi